đến hẹn lại lên. Cứ 5 giờ sáng mỗi ngày, những đội công nhân này lại bắt đầu công việc vớt rác trên các tuyến kênh tại thành phố Hồ Chí Minh. Các kênh rạch như kênh Đôi, kênh Tẻ, kênh Bến Nghé gánh đủ các loại rác thải, nhưng nhiều nhất là rác thải rắn sinh hoạt. Con nước mà càng lớn là rác thải là nó lại trôi càng nhiều. Rác thải sinh hoạt là nhiều. Đó là những cái chai nhựa, bọc ni lông, bọc xốp, thậm chí là có những cái niệm mót đồ mà người ta cũng đã quăng xuống đây. Ngã ba cầu Chứa Y, ngã ba cầu Hiệp Anh, ngã ba cầu Bà Tàng là nó đổ ra rất là nhiều. Thì bây giờ nó nhiều quá, đâm ra là anh em là phải dùng hết sức để làm với cái chỗ được rác nó với hết trong thời gian nó chạy, nước nó chạy thì trong vòng ba là chỉ có 3-2 tiếng hồ thôi, nó ra rất là nhiều. Mà mình mà ngưng thì có nghĩa là nó sẽ trôi ra chỗ khác. Rác giặt vào bờ, rác trôi giữa kênh, chai nhựa, hộp xốp, ngày nào cũng vớt nhưng chẳng thấy giảm, chỉ thấy mỗi ngày một tăng. Theo thống kê của công ty dịch vụ công ích quận 8, cứ trung bình mỗi ngày có khoảng 4 tấn rác thải nhựa được vớt lên từ các tuyến kênh rạch. Hàng năm á, thành phố chi khoảng 15 tỷ để cho công việc vớt rác. Công nhân đi vớt rác á, thì bình quân một ngày khoảng 25 đến 35 tấn rác. Thì trong đó 80% là vớt được rác là coi như rác sinh hoạt, chai nhựa, bịch ni lông, bao xốp vân vân, và các còn lại thì là các loại rác khác nó dồn lại một lần. Thứ nhất là ở nằm dưới nhà sàn nữa, lâu ngày không phân hủy được và từ chỗ đó nó cản trở được lưu thông của dòng chảy. Đó là con số mỗi ngày, còn trung bình một năm thì lượng rác thải vớt lên đến khoảng 8.000 tấn, trong đó rác thải rắn sinh hoạt chiếm 5.000 tấn. Rác khiến cho dòng nước ứ đọng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ruồi muỗi phát sinh và làm cho nguồn nước đen kịt, hôi thối như thế này.